Xin chào quý vị các bạn. Trên tay mình đây là bảng main của điện thoại Huawei G7 Plus. Và đây là phần màn hình của Huawei G7 Plus. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần màn hình của điện thoại Huawei G7 Plus không lên, màn hình vỡ kính cảm ứng, màn hình lúc lên lúc không, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 024 66 750 99. Hiện nay Di Động Cao Cấp.vn đã có đầy đủ tất cả các linh kiện của điện thoại Huawei G7 Plus nói chung và phần màn hình của Huawei G7 Plus nói riêng phụ quý vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp.vn, chúng tôi luôn có sẵn linh kiện thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin thêm về dịch vụ sửa chữa thay mới màn hình của Huawei G7 Plus, quý hàng vui lòng liên hệ 024 66 750 99 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.